Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 80 1999. Hôm nay review cho bạn một sản phẩm máy ghi âm GH700. Đấy, đây, trước tay mình đang là một chiếc vỏ hộp của chiếc máy ghi âm GH700. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc sản phẩm cho các bạn. Đó, trước tay mình đang là một chiếc máy ghi âm GH700 các bạn nhé. Đấy, nguyên tem mới đét luôn. Con này có kích thước chỉ bằng hai ngón tay. Đấy, và thân hình nó rất là nhỏ gọn. Đó, khiện cầm vào rất là vừa tay các bạn nhé, cực kỳ vừa tay. Đây là khi mình cầm này, và cái này thì khi bạn đút túi áo túi quần đều rất là nhỏ gọn, rất là dễ các bạn nhé. Đó, bạn đút vào bạn ghi âm thì khỏi nghĩ luôn. Đó, rất là chất lượng các bạn nhé. Đấy, và con này sẽ sẵn, con này sẽ là con máy ghi âm Sony chính hãng con nhé, chiếc máy ghi âm Sony chính hãng. Đấy, bộ nhớ trong của nó sẽ là 8GB. Đấy, bộ nhớ trong 8GB này thì sẽ hỗ trợ cho bạn có thể ghi âm liên tục trong vòng 500 tiếng mới đầy được bộ nhớ các bạn nhé. Đấy, rất là ok nhá. Đấy, các bạn nhìn khung viền nó nhìn là ok rồi đấy. Đấy, và tiếp theo phần bên trên này của nó sẽ là phần công tắc tắt bật này. Đây, on off này các bạn nhé, on off này. Đây sẽ là lúc công tắc tắt bật này. Đấy, và bên dưới này của nó sẽ là nút chân sạc, thì khi bạn sử dụng hết pin thì bạn có thể sạc. Tiếp theo phần bên trên này của nó sẽ là nút tăng âm lượng và giảm lượng này, con cộng và con trừ này. Đấy, tăng âm lượng giảm lượng đó. Và bên trên nút tăng âm lượng giảm lượng nó sẽ là nút ghi âm và nút lưu trữ lại, thì khi bạn gửi đến nút rec này thì nó sẽ là ghi âm, và gảy xuống nó seven này nó sẽ là lưu trữ lại các bạn nhá. Đấy, và đây sẽ là màn hình của nó. Đấy, bên trên cùng này của nó sẽ là hai chân sắt cắm tai nghe và cắm mic. Đấy, thì đây sẽ là phần mic này, và đây sẽ là phần tai nghe, ở đây sẽ là phần mic này, đây phần tai nghe các bạn nhá. Đấy, ở bên trong màn hình của nó thì sẽ bao gồm là nút quay trở lại bài này. Đấy, và lách bài, đây là nút menu này. Đấy, đây là nút stop này. Đấy, stop nút dừng nữa nhá. Và nút đây là nút phát và nút tạm dừng các bạn nhá. Đó, play này là phát và tạm dừng. Đấy, bên dưới này của nó sẽ là phần bộ phận loa. Đấy, bộ phận loa các bạn nhá, loa ngoài. Đấy, thì cái này có thể khi các bạn nghe lại có thể nghe trực tiếp bằng loa ngoài, cũng có thể là khi các bạn có thể là cắm tai nghe và nghe lại. Đấy, thì tiếp theo đến phần phụ kiện của nó. Phụ kiện của này sẽ bao gồm là một dây sạc này. Đó, sản phẩm mới tinh luôn các bạn nhé, còn trong hộp luôn. Đấy, một mic này. Đấy, và một dây tai nghe. Đó, thì đây sẽ là đầy đủ phụ kiện của nó các bạn nhé. Đấy, và con này sử dụng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là các bạn hay đi ký kết hợp đồng, các bạn hay đi quan hệ đấy, mà các bạn hay gặp những tình trạng dịch đến pháp luật, thì các bạn có thể dùng chiếc máy game của nhà mình. Đấy, tại sao? Tại vì chiếc máy game này của nhà mình nó sẽ thu giữ lại toàn bộ các câu chuyện, các lời nói khi bạn bật chiếc máy này lên. Đấy, thì khi bạn chỉ cần đúng thì không ai có thể đổi giáo án cho bạn cả. Đó, thì nó sẽ là một dụng cụ lưu trữ lại bằng chứng. Đấy, dụng cụ lưu trữ lại bằng chứng các bạn nhé. Đấy, và cũng có thể là khi các bạn muốn dạy con cái học hành, đấy, thì các bạn có thể là ghi âm trực tiếp vào trong máy ghi âm của mình, và khi nào các con bạn dạy, các con bạn mở lên nghe và học theo. Đấy, rất ok rồi nhé. Và cái trường hợp thứ ba cũng là liên quan đến học, thì các bạn học trường đại học, các bạn hay học các lớp nó đông đúc đấy, đến ổ nó cao đấy, thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy game của nhà mình. Tại sao? Tại vì chiếc máy game là mình nó hỗ trợ bộ lọc âm 4.1, nên là lọc âm rất là chuẩn. Đấy, bộ lọc âm của nó thì là đang là bộ lọc âm cao cấp nhất hiện nay. Đấy, thế nên là khi các bạn sử dụng trong bất kỳ các trường hợp gì game là các bạn đều để ok dạy con cái học hành trong trường học, cũng như là các bạn hay đi ký kết hợp đồng hay là... Đấy, ok rồi nha. Đó, thì tiếp theo đến phần công dụng của chiếc phụ kiện đó. Phụ kiện đầu tiên của nó
sẽ vào một dây sạc. Dây sạc này thì sẽ hỗ trợ cho các bạn sạc pin. Đấy. Thì cái dây sạc này mình sẽ không nói thêm nữa. Đấy. Tiếp theo đến phần mic này. Đấy. Phần mic này thì khi các bạn sử dụng để dạy con cái học hành ấy, hoặc là các bạn có thể là giờ hát luôn ở trong chiếc máy game này của mình cũng được, và nó có thể thu lại. Và thì bạn cắm đúng chân mic cho mình. Đó, cắm như này. Và bạn kẹp vào trong áo và bạn nói chuyện cũng như là bạn hát hò và bạn có thể nghe lại. Đấy. Thì tiếng âm thanh của nó rất là chuẩn luôn, nó hiệu quả rất là cao luôn. Đấy. Các bạn không cắm mic cũng được, hiệu quả nó cũng cao. Đấy. Và tiếp theo thì phần tai nghe. Đó, phần đây dây tai nghe này. Khi tai nghe này sử dụng trong các trường hợp là khi các bạn ở các môi trường đông đúc, tiếng ồn cao thì các bạn có thể dùng trước tai nghe của mình để giảm tiếng ồn. Đấy, và nghe lại đoạn game của mình nó rõ ràng hơn. Đấy. Cũng như là khi các bạn ở môi trường công sở, đấy, những nơi giữ gìn trật tự, đấy, thì các bạn đều có thể sử dụng trước tai nghe này của mình, thì lúc đó nó sẽ không gây ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Đấy các bạn nhá. Đó, thì đó sẽ là các chức năng của chiếc bộ phụ kiện ở nhà mình. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ cũng như tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Và bên mình có tuyển đại lý toàn quốc và nhận độ chế camera theo yêu cầu. Đấy. Bạn nào có nhu cầu, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ cũng như tư vấn chi tiết cho bạn. Đấy. Rồi, ok chưa? Đó. Thì phần tiếp theo thì mình sẽ vào hướng dẫn cho cách sử dụng trước máy game này của nhà mình. Đó. Trước khi sử dụng thì các bạn phải bật cho mình trước máy game lên. Và đây chính là công tắc tắt bật này. Đó, bạn gảy lên này. Đó. Khi bạn gảy lên thì nó sẽ báo welcome này. Đấy, vào máy bắt đầu hoạt động. Đấy, máy lên nguồn nha các bạn nha. Đó. Thì đây, thì khi bạn gửi lên và khi bạn gửi lên đây, mình nhấn tắt đi. Đó, chưa hết là mình nhấn tắt đi đã. Đó. Khi bạn lên thì nó sẽ hiện ra như này. Đây. Nó hiện ra đây là màn hình của nó, đây là thử pin này. Đấy. Và bạn muốn game luôn thì các bạn sẽ gửi cho mình cái nút này. Đó, nút reset này. Đó, đối diện nút nguồn của bạn nhá. Các bạn gửi lên nút reset thì lập tức nó sẽ tự động game các bạn nhá. Đó. Tự động game. Đó, đây nó sẽ là, còn hiện tại đây nó ghi là file 2 tại vì vừa nãy mình bật lên là mình đã game luôn rồi. Đó. Và khi bạn mà muốn kết thúc game và lưu trữ lại thì bạn nhìn gảy xuống như này, gảy xuống nút save này cho mình. Tức là mình đã game xong một file của bạn nhá. Đấy. Thì đây. Đây hiện tại nó đang game các bạn nhá. Đó. Nó đang lọc âm luôn. Đó, mình nói to nó nhỏ là nó lọc âm đây. Đó, phần này nó sẽ hoạt động này. Đấy. Và đây là thời lượng pin này. Và con này sẽ có chế độ là tự bảo vệ tiết kiệm điện cho các bạn nhé. Đó. Nó có chế độ là tiết kiệm điện cho các bạn. Thì khi các bạn mà không sử dụng đến màn hình, nó lập tức sẽ tối lại. Đấy. Lập tức sẽ tối lại và nó sẽ là tăng thời lượng pin và giảm thiểu tính năng nóng máy các bạn nhé. Đấy. Và chiếc máy của mình thì các bạn game thì sẽ không bao bị nóng. Đấy. Tại vì nó đã có chức năng nó rồi. Đó. Tự tắt màn hình này coi như là tiết kiệm pin và cũng là vừa giảm thiểu tính năng pin. Đó, nhiều bạn hay bảo là dùng cái này được bao nhiêu năm thì chai. Mình chỉ khẳng định các bạn luôn là khi bạn sử dụng máy game của nhà mình thì các bạn ít nhất phải sử dụng đến 4 đến 5 năm. Đấy. Và pin sẽ rất là ok. Chứ khi bạn dùng chục, 20 năm may ra nó chai một xíu thôi. Đó, chai một xíu nhưng cái tính năng hiệu quả nó vẫn rất là cao. Đó. Tính mình nói đến cái độ bền của chiếc máy này nhá. Đó. Độ bền này là siêu cao luôn. Đấy. Cực kỳ cao luôn nhá. Đó. Và khi đây là mình đã game được 1 phút 32 giây rồi. Đó. Và khi mình muốn lưu trữ lại này, mình sẽ gảy xuống nút save nhé. Mình sẽ gảy xuống này. Đó, mình gảy xuống. Khi mình gảy xuống lập tức nó sẽ lưu trữ lại. Và bây giờ thì mình sẽ test âm thanh của nó luôn. Đó, mà mình sẽ bật lên này. Mình sẽ ấn play để bật lên. Đó, đây nó sẽ là, còn hiện tại đây nó ghi là 22 tại vì vừa nãy mình bật lên là mình đã nghe. Rất là to, rõ ràng bạn nhé. Khi bạn có chỉnh âm lượng thì các bạn sẽ chỉnh ở bên trên này. Chế độ là tự bảo vệ tiết kiệm điện cho các bạn nhé. Đó.
có chế độ là tiết kiệm điện thôi bạn. Thì khi bạn mà không sử dụng đó, thì đó sẽ là phần ghi âm đấy, và cũng là cái loa ngoài của nó đó. Do là cái tai nghe này khi mình không test tai nghe, tại vì là khi mình test tai nghe thì các bạn sẽ không nghe được gì, hiệu quả nó sẽ không được cao, nên là mình sẽ không test tai nghe, thì mình nghe test cái chức năng chính của mình là loa ngoài đó, âm thanh của nó thì âm thanh của nó thì vừa mình test cho các bạn rồi, rất to rõ ràng đấy, đến mình nghe còn mê thì nói gì được các bạn đấy, rất ok các bạn nhá. Đó rồi thì khi các bạn muốn xóa đi thì các bạn sẽ ấn vào mail cho mình đó, phải là menu của mình nhá. Đấy. Đây và nút công tắc chuyển xuống ở dưới này. Đấy. Đây nhá. Đây sẽ lắc lắc sẽ chuyển xuống này. Đó. Và khi mà muốn quay trở lại đến đây. Đấy. Tiếp theo này. Đây mình nhận lại lần tiếp theo này. Đấy. Và dí lúc này sẽ cũng là nút tắt nguồn các bạn nhé, dí nút play cũng là nút tắt nguồn này mà bật lên. Đấy. Dí nút play là cũng là bật lên. Đấy. Không có nhất thiết là mình phải sử dụng ở trong nút gạt này. Đấy. Bạn có thể sử dụng luôn ở trên bàn phím luôn. Đấy. Ok chưa, một sản phẩm rất là ok các bạn nhé. Đấy. Và khi bạn dí nút menu này thì lập tức nó sẽ hiện ra đây, và khi bạn muốn ZAT thì các bạn ấn đây cho mình đó, các bạn tìm chỗ đúng chỗ phần ZAT này, lau là ngôn ngữ này đấy, bạn lấy vào đấy, rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đó, cái mấy cái tiếng này thì các bạn, tiếng Anh này là tiếng cơ bản thì các bạn không còn là xa lạ gì nữa rồi đấy. Đó, đây sẽ là phần setting này, đó, play này, đấy. Và đây sẽ là phần red all này, đó, mình xóa đi, đấy. Rất là nhiều tính năng các bạn nhá, đó. Đây sẽ là thông số của máy này, đấy, thông số của máy, rất là nhiều luôn các bạn nhá. Ok, thì đó sẽ là các chức năng cần thiết và các điều cơ bản để các bạn có thể sử dụng chiếc máy ghi âm của nhà mình, đấy. Thì bạn nào có nhu cầu các bạn hãy trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ như tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Đấy. Và bên mình bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship toàn quốc. Thì khi các bạn nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng, test hàng ok đúng như quảng cáo mới thanh toán. Còn không các bạn được trả mình không nghìn phí nào. Đấy. Các mình đã hướng xong các bạn rồi, các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình, để khi làm mình ra những mẫu mới, những video mới các bạn để cập nhật và tham khảo thêm các mẫu mới nhà mình. Đấy. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.